Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 4 trong quyển sách toán tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề 2, số thập phân, bài số 18, tiết 1. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 48. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học là phần cùng học trong phần cùng học, cô có tình huống như sau. Cô bán hàng nói: "Nải chuối này cân nặng 2,5 kg." Bạn Nam này hỏi mẹ: "Vậy là bao nhiêu kg hả mẹ?" Ta có số 2,5 được gọi là số thập phân. Như vậy, số thập phân là số như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Giới thiệu số thập phân. Ta có thể viết phân số thập phân, hỗn số có chứa phân số thập phân ở dạng số thập phân. Cô có ví dụ một Quan sát hình A thì chúng ta thấy rằng đã tô màu 1 phần 10 băng giấy, ta viết 1 phần 10. Ta viết 1 phần 10 bằng 0,1. Như vậy, số này chúng ta sẽ đọc là 0,1 và nó được gọi là số thập phân. Để đổi từ một phân số thập phân sang số thập phân, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ xét mẫu số của phân số thập phân. Ví dụ 1 phần 10 có mẫu số là 10 mà 10 là số có một chữ số 0 ở tận cùng. Tiếp đến, chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái số ở trên tử số. 10 có một chữ số 0 tận cùng. Do đó, chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái số ở trên tử số một số. Rồi sau đó thêm dấu phẩy ở phía trước. Rồi thêm số 0 ở phía trước dấu phẩy. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,1. Như vậy, 1 phần 10 sẽ bằng với 0,1. Đây là cách đổi từ một phân số thập phân sang số thập phân. Tiếp tục, quan sát hình B thì chúng ta thấy đã tô màu 1 phần 100 tờ giấy. Ta viết 1 phần 100 bằng 0,01. Tại sao 1 phần 100 lại bằng 0,01? À, bởi vì 100 có 2 chữ số 0 ở phía bên phải. Do đó, ở trên tử số, chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái hai số rồi chúng ta mới thêm dấu phẩy, sau đó thêm số 0 phía trước dấu phẩy. Chúng ta thấy rằng trên tử số chỉ có một số 1, đếm sang bên trái hai số. Một số, hai số, rồi mới thêm dấu phẩy phía trước. Do đó, chúng ta sẽ viết thêm số 0 trước số 1, rồi mới viết dấu phẩy. Cuối cùng là thêm chữ số 0 phía trước dấu phẩy nữa. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,01. Như vậy, 1% sẽ bằng 0,01. Tiếp tục, câu C. Đã tô màu 1 phần nghìn của một hình, ta viết 1 phần nghìn bằng 0,001. Tại sao 1 phần nghìn lại bằng 0,001? Rồi, chúng ta sẽ áp dụng cách đổi từ phân số thập phân sang số thập phân. Chúng ta thấy rằng 1.000 có 3 chữ số 0 ở phía bên phải, Do đó, trên tử số, chúng ta sẽ đếm sang bên trái 3 số. 1 số, 2 số, 3 số. Do đó, chúng ta mới thêm hai chữ số 0 phía trước số 1. Rồi thêm dấu phẩy phía trước. Và cuối cùng là thêm số 0 phía trước dấu phẩy nữa. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,001. Như vậy, 1 phần nghìn sẽ bằng với 0,001. Các số 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001 được gọi là số thập phân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 2. Quan sát hình A thì chúng ta thấy rằng đã tô màu 5 phần 10 băng giấy, ta viết 5 phần 10 bằng 0,5. 5 phần 10 là phân số thập phân, còn 0,5 gọi là số thập phân. Chúng ta thấy rằng 10 có một chữ số 0 ở bên phải, do đó trên tử số chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái một số, rồi viết dấu phẩy và cuối cùng là viết thêm số 0 bên trái dấu phẩy. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,5. Như vậy 5 phần 10 sẽ bằng với 0,5. Đây là cách đổi từ phân số thập phân ra số thập phân. Hoặc các em cũng có thể hiểu như sau. 5 phần 10 sẽ bằng với 5 chia cho 10. Mà 5 chia cho 10 chúng ta sẽ đặt tính ra như sau. Ta thấy 5 thì sẽ bé hơn 10. Do đó 5 chia cho 10 chúng ta sẽ được thương là 0. Viết 0. Sau đó chúng ta sẽ lấy 0 nhân cho 10 được không? 5 trừ cho 0 được 5, viết 5. Như vậy, 5 này chính là số dư, để chia tiếp, chúng ta sẽ thêm 0 vào bên phải số dư, rồi thêm dấu phẩy vào bên phải thương của phép chia. Rồi chúng ta sẽ chia tiếp. Như vậy lúc này chúng ta sẽ lấy 50 chia cho 10, chúng ta sẽ được thương là 5, viết 5. 5 nhân cho 10 bằng 50. 50 trừ 50 bằng 0. Như vậy, 5 chia cho 10 sẽ bằng 0,5. Đây cũng là một cách để chúng ta đổi từ một phân số thập phân ra số thập phân. Tương tự như vậy, ở câu B, chúng ta thấy rằng đã tô màu 63% tờ giấy. Ta viết 63% bằng 0,63 bởi vì số 100 là số có hai chữ số 0. Do đó, để đổi phân số này ra số thập phân thì trên tử số chúng ta sẽ đếm 1 2 rồi thêm dấu phẩy ở bên trái và cuối cùng là viết thêm chữ số 0 ở bên trái dấu phẩy, chúng ta sẽ được kết quả là 0,63. Như vậy, 63% sẽ bằng 0,63. Hoặc chúng ta cũng có thể lấy 63 chia cho 100. 63 bé hơn 100, do đó 63 chia cho 100, chúng ta sẽ được thương là 0, viết 0. 0 nhân cho 100 bằng 0. 63 trừ 63 bằng 63. Như vậy, 63 là số dư. Để chi tiếp, chúng ta sẽ thêm 0 vào bên phải số dư. Rồi viết dấu phẩy vào bên phải thương cũng phép chia là 0. Như vậy, để chi tiếp, chúng ta sẽ lấy 630 chia cho 100. Chúng ta sẽ được thương là 6. Viết 6. 6 nhân cho 100 bằng 600. 630 trừ 600. Chúng ta sẽ được kết quả là 30. Như vậy, lúc này số dư của chúng ta là 30. Để chia tiếp nữa thì chúng ta sẽ thêm 0 vào bên phải số dư. Và các em lưu ý, chúng ta chỉ viết một dấu phẩy vào bên phải thương của phép chia khi chúng ta thêm 0 vào số dư đầu tiên để chia tiếp. Còn lúc này số dư của chúng ta là 30, thêm 0 vào để chia tiếp, chúng ta sẽ không viết dấu phẩy vào bên phải thương của phép chia nữa mà chúng ta sẽ thực hiện chia tiếp tục. Như vậy lúc này chúng ta sẽ lấy 300 chia cho 100, chúng ta sẽ được thương là 3, viết 3. 3 nhân cho 100 bằng 300, 300 trừ cho 300 bằng 0. Như vậy, 63 mà chia cho 100, chúng ta sẽ được kết quả là 0,63. Cũng có nghĩa là 63% sẽ bằng với 0,63. Tương tự như vậy, câu C đã tô màu 72 phần nghìn của một hình. Ta viết 72 phần nghìn bằng 0,072. Chúng ta thấy rằng 1.000 là số có 3 chữ số 0. Do đó, trên tử số chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3. Như vậy, chúng ta sẽ thêm chữ số 0 ở phía trước số 72 để đủ 3 số. Rồi viết dấu phẩy phía trước. Và cuối cùng là viết thêm số 0 ở bên trái dấu phẩy. Chúng ta sẽ được kết quả là 0,072. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 3. Quan sát hình A thì chúng ta thấy rằng đã tô màu 3 và 5 phần 10 băng giấy. Ta viết 3 và 5 phần 10 bằng 3,5 Như vậy lúc này chúng ta sẽ đổi từ một hỗn số có chứa phân số thập phân ra số thập phân Như vậy số thập phân của chúng ta sẽ có phần nguyên Chính là phần nguyên của hỗn số Còn phần thập phân chúng ta sẽ đổi từ phân số của hỗn số ra số thập phân Ta có 5 phần 10 thì sẽ bằng 0,5 Được chưa nào? Như vậy 3 và 5 phần 10 thì sẽ bằng 3 cộng cho 0,5 3 chính là 3,0. Như vậy 3 cộng cho 0,5 sẽ bằng 3,0 cộng cho 0,5. Đây là phép cộng hai số thập phân, chúng ta cũng đặt tính ra rồi cộng lần lượt từ bên phải sang bên trái như sau. Khi đặt tính phép cộng hai số thập phân thì chúng ta sẽ dựa vào dấu phẩy của chúng, tức là chúng ta sẽ viết các dấu phẩy thẳng cột với nhau. Phần thập phân thì các chữ số ở hàng phần mười sẽ thẳng cột với nhau, phần nguyên thì các chữ số ở hàng đơn vị sẽ thẳng cột với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng lần lượt từ bên phải sang bên trái như sau. Không cộng cho 5 được 5, viết 5. Như vậy, chúng ta đã cộng xong các chữ số ở phần thập phân. Tiếp đến, chúng ta sẽ hạ dấu phẩy xuống, rồi cộng các chữ số ở phần nguyên. 3 cộng cho 0 được 3, viết 3. Như vậy, 3,0 cộng cho 0,5 bằng 3,5. Điều này có nghĩa là hỗn số 3 và 5 phần 10 sẽ bằng 3,5. Tương tự như vậy, câu B. Quan sát hình B thì chúng ta thấy rằng đã tô màu 1 và 63% tờ giấy ta viết 1 và 63% bằng 1,63. Chúng ta thấy rằng hỗn số 1 và 63% có phần nguyên là 1. Như vậy, phần nguyên của hỗn số cũng chính là phần nguyên của số thập phân. Còn phần thập phân Chúng ta sẽ đổi phân số của hỗn số ra số thập phân, tức là đổi 63% ra số thập phân, chúng ta sẽ được là 0,63. Sau đó chúng ta sẽ lấy phần nguyên là 1 cộng với 0,63, chúng ta sẽ được kết quả là 1,63. Như vậy, 1 và 63% sẽ bằng 1,63. Tiếp tục câu C, đã tô màu 40 và 72 phần nghìn của một hình, ta viết 40 và 72 phần nghìn bằng 40,072. Như vậy, để đổi từ hỗn số 40 và 72 phần nghìn ra số thập phân thì chúng ta sẽ viết phần nguyên của hỗn số cũng chính là phần nguyên của số thập phân, còn phần thập phân, chúng ta sẽ đổi phần phân số của hỗn số 72 phần nghìn ra số thập phân, chúng ta sẽ được kết quả là 0,072 chúng ta sẽ lấy phần thập phân của phân số 72 phần nghìn là 072, cũng chính là phần thập phân của số thập phân mà chúng ta cần tìm. Như vậy, số thập phân mà chúng ta cần tìm sẽ có phần nguyên là 40, phần thập phân là 072, đó chính là số 40,072. Như vậy, qua các ví dụ vừa rồi thì các em đã biết được như thế nào được gọi là số thập phân. Các số 0,5, 0,63, 0,072 3,5; 1,63; 40,072 cũng là các số thập phân. Mỗi số thập phân gồm có hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân. cô ví dụ, ở đây chúng ta có số thập phân là 40,072, như vậy 40 là phần nguyên, 072 là phần thập phân rồi bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc phần thực hành và phần luyện tập chúng ta sẽ được học ở tiết sau nhé các em cô chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo nhé